Thằng Kiệt, sao nó lại đi chung với tụi này? Ê, muốn gì? Mày tính của nó làm gì? Tao đi đâu kệ tao, liên quan gì tới mày? Mày giành khách của tao, tao còn chưa nói nữa, bây giờ tao đi đâu còn quản nó hả? Tao nói cho mày biết, mày mà tính lén phén với anh Tính nữa hả? Mày chết mày với tao kia chưa? Thằng Tính xì ke đó, cho tao không thèm, biến mày. Con nhỏ láo cá, mày coi chừng tao đó. Trời đất ơi, anh Phúc. Đúng là anh rồi. Ở bên nhà mà em còn nghe tiếng xe của anh á. Quỷ hả? Về mà không chịu ghé thăm người ta, làm người ta trông muốn chết luôn à. Bớt ôm đi, tôi ngộp lắm biết không? Tôi về tôi thăm cháu tôi. Thăm anh... em chi? Trời, em làm gì vậy? Đồ vô tình. Uổng công là hôm nay á em quan tâm lo lắng cho mấy đứa cháu của anh á. Dì thăm chăm sóc hồi nào? Tại vì bé Thư còn nhỏ nên bé Thư không để ý đó thôi. Chứ dì Thắm là dì Thắm quan tâm bé Thư từ xa. Quan tâm bằng ánh mắt. Chứ bình thường á em đi làm nhiều lắm, đâu có thời gian nghỉ đâu. Rảnh rảnh á là em chạy qua đây coi chừng mấy đứa nhỏ liền hà. Bởi vậy em mới thấy được bộ mặt thật của bà. Ai biết không, bà làm bộ, bà đi ngủ, bà bắt con Thư nấu cơm. Đã như vậy á, hồi chiều nè còn được đánh Kiệt nữa. Nói tầm bậy gì vậy? Chị Diệu là người như thế nào anh hiểu. Chị Diệu á thương tụi nhỏ ra sao anh biết hết. Em nói tầm bậy gì vậy? Nhưng mà chính mắt em. Trời ơi, cái gì mà đánh hoài vậy? Chính mắt em nhìn thấy. Anh không tin em mà tin bả hả? Nè, đừng nói với em là anh khoái bả nghe. Nè, em nói cho anh biết, bả hai đời chồng toàn chết không đó. Anh Tính làm thằng thứ ba đúng không? Mà anh làm nghề chạy xe, anh nghĩ đi, đang chạy xe lật, anh bước xuống xe nó cán anh luôn. Trời ơi, chết đó. Nói bị bả thấy ghê quá vậy. Anh nói cho em biết, anh để chị Diệu như chị ruột của anh vậy đó. Em về giùm đi. Xin lỗi mà ta lỡ lời chứ bộ. Thôi đừng có cãi nữa, giờ chắc phải đi kiếm thằng Kiệt nè, trễ quá rồi. Em có xe nè, để em đi kiếm nó cho nhanh. Em đi với anh. Trời ơi, đi kiếm người chứ đâu phải đi chơi đâu mà đi kiếm chung. Thôi về đi, em về là anh mang ơn rồi đó. Nè, đừng có giận nữa. Nãy đi làm về có hơi bực bội trong người, lớn tiếng chút xíu, bỏ qua nha. Đổi ý cho em đi chung rồi phải không? Không. Ở nhà em coi tụi nhỏ giùm anh cái. Anh cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em nha. Sao lúc nào cũng vậy hết vậy? Tôi là Thắm chứ không phải Vũ em đâu. Nhìn gì, đưa nó ngủ đi. Chị Diệu với mấy đứa nhỏ dọn đi rồi. Tôi không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy luôn. Hở ra nó là em của chị Diệu, vậy mà thông tin của chị Diệu á cũng nhờ người ta nói mới biết. Chỗ tôi với chỗ chị xa muốn chết à, tôi còn phải kiếm ăn nữa chứ. Với lại chỗ tôi cũng đâu có lắp điện thoại đâu, sao liên lạc được. Bây giờ chị ở đâu, dẫn tôi tới, tôi gặp tôi nói chuyện coi. Bộ có chuyện gì hả? Tối hôm qua tôi thấy thằng Kiệt nó đi với một đám bụi đời. Thiệt hả? Ừ. Tôi cũng đang tính hỏi cô có gặp thằng Kiệt không. Nó bỏ đi từ tối hôm qua tới giờ, tôi với chị Diệu đi kiếm quá trời mà không thấy. Cái tụi đó là tụi bán ma túy đó. Hả? Ông mau kiếm nó về đi, không là tù tội chết luôn đó. Trời đất ơi. Chị Diệu. Ủa, chị Diệu. Thu, cậu Phúc, kiếm được thằng Kiệt chưa? Chị Diệu, bà Thu nói thằng Kiệt bị tụi xì ke đuổi đi bán ma túy rồi chị. Trời ơi, bây giờ nó đang ở đâu? Em cũng đâu có biết đâu. Tối hôm qua em chỉ thấy nó đứng nói chuyện với tụi nó thôi à. Bây giờ mình đi báo công an đi. Không có được,
mình không biết tụi nó ở đâu. Báo công an chưa chắc được việc, có khi còn bị tụi nó trả thù nữa đó. Vậy bây giờ phải làm sao để biết được chỗ của tụi nó đây? Không thể để cho thằng Kiệt ở chung với tụi nó được. Tối thường cái thằng xì ke nó chở con bồ nó ra đứng đường chung với em nè. Tụi nó ưa lợi dụng người khách say xỉn rồi cướp đồ của họ. Hay là tối nay em sẽ để ý bám theo coi chỗ của tụi nó, nhiều khi tìm ra được chỗ của thằng Kiệt đó. Ủa, ai đây? Chuyện là vậy, bữa trước tôi gặp tai nạn, bị người ta cướp rồi đánh bất tỉnh. Cũng may là có chị Diệu đã cứu tôi kịp thời đưa vô bệnh viện, nên hôm nay tôi tới đây để cảm ơn chị Diệu. Cô ơi, hồi nãy tôi nghe nói cái gì mà đứng đường. Tôi là dân đứng đường. Ê, mà chỉ tôi thôi nha, chứ chị Diệu không có đâu, đừng có hiểu lầm chị à. Dạ không, ý tôi không phải như vậy. Tại tôi nhớ cái hôm mà tôi nhậu, có một cô gái làng chơi đi chung với một tên cướp hết tài sản của tôi. Và tôi nhớ là phía đối diện quán nhậu, tôi cũng có thấy mấy cô gái làng chơi đang đứng chờ khách đó. Phải anh nhậu cái quán nhậu ông Sáu Nạm đúng không? Hình như là vậy đó. Rồi, vậy là đúng cái tụi mà đang dụ dỗ thằng Kiệt rồi đó. Tụi nó cũng là cái tụi cướp của ông đó, không phải tôi đâu. Lúc đó tôi xỉn, tôi có nhớ gì đâu. Trời ơi, ai da, đau. Ý ông là vẫn còn nghi ngờ tôi hả? Tôi nói tôi xỉn, sao tôi nhớ được? Ông, tôi tin là Thu không phải là người như vậy đâu. Việc trước mắt là tối nay mình phải theo dõi để kiếm được chỗ của thằng Kiệt nè. Tụi nó đó. Ê, sao mà thối quá vậy? Thì sạp heo mà sao không thối được? Hết chỗ lượn hay sao mà đi lượn sạp heo đi rình? Chỗ này sạch nhất rồi đó cha. Nhục dữ. Con nhỏ đó đó. Vậy về tính sao? Thì giờ đợi tụi nó đi mình mới bám theo được chứ. Ủa mà quên, bây giờ còn sớm lắm, đợi đến khi nào tụi nó mới đi? Thì khi nào có con mồi ngon tụi nó lột được rồi tụi nó sẽ về sớm. Kìa kìa, mồi tới kìa. Em, anh còn 25 ngàn đi không em? Bà đây không đi. Đi thì thôi. Ủa, sao vậy? Sao nó không đi? Thì con mồi này nó vô dụng quá nên tụi nó đâu có thèm. Làm gì vậy? Ra làm mồi cho tụi nó lột. Cùng hết cha. Dạ. Nhìn sao vậy? Cha cái mồi của cha vô dụng một thằng cha kia nữa. Mồi cái gì mà mồi? Trời, tôi hơi bị ngon á. Ngon cái gì mà ngon? Ê, nói vậy là công nhận là mấy đứa kia nó cướp của ông đúng không? Nhiều khi á, ăn cướp kế bên tôi á mà giả bộ. Ây da, đau. Thôi hai người yên lặng đi, lộ hết bây giờ. Ôi da. Sao nãy giờ kiếm được mối nào ngon không em? Thôi về, bữa nay gặp tòa án gì đâu không. Thôi lên xe đi. Bám theo. Nó đi rồi kìa. Để lên. Nhìn lên. Lên đi chị. Mau đi cha, tụi nó chạy mất tiêu bây giờ. Anh Tính. Dạ chị. Em chào anh Tính. Em chào chị. Còn mì không? Nấu cho ta hai gói. Mới ăn xong hết rồi anh ơi. Ăn hết rồi thì thằng nào chạy đi mua đi. Kiệt, ra đầu hẻm mua mấy gói. Dạ. Thằng Kiệt nè, tao thấy nó ngoan đó. Tao mới thử sai nó đi mua mì, nó chạy đi liền. Đợi chút tao phân phát hàng cho tụi bay. Sáng mai đi sớm.
Thằng Kiệt nó mới vô, mày phải theo sát nó, lờ mờ là chết cả đám, biết chưa? Ok anh khỏi lo, để em. Kiệt, sao con lại bỏ nhà đi? Kiệt, sao mấy người biết tôi ở đây? Kiệt, tôi không có về đâu. Bà là cái gì của tôi mà bắt tôi về? Cái thằng này ở đây xì ke ma túy không? Chơi với tụi nó chơi chết hả? Đi vậy. Cậu buông ra coi. Đi. Bây giờ cậu bị bả dụ, nghe lời bả rồi đúng không? Hết thương tụi con rồi chứ gì? Nói tầm mày tầm bả không à? Đi vậy. Cậu muốn không ra? Đi vậy. Không vậy với bà gì vậy đó đâu? Kiệt, nó là vô dụng. Anh Tính. Gì mày? Em với bà gì ghẻ đó, bà tới bà bắt em kìa. Hả? Cái gì? Kiệt, tụi mày tưởng đây là cái chợ hả? Mà kéo cả đám tới đây. Mày biết à, Kiệt. Anh Tính, cho em ở đây đi. Tao nói biết. Mày dám đánh chết tao hả? Nè, tụi mày còn dụ dỗ nó đừng có trách tao nha. Mày là cái thái gì mà mày lên tiếng ở đây? Cái gì hả mày? Mày thái hả mày? Uống ra. Đó, uống ra. Thôi mà, cái dụ dỗ của tao mày. Mày làm gì? Mày làm gì? Cho mày biết tài nè. Biết tài nè. Cậu có sao không? Cậu có trường ấy chứ mày. Mày miên chứ mày. Tụi mày chạy. Chạy. Đứng lại. Chị Diệu ơi. Chuyện sao không chị? Chị Diệu có sao không? Chị Diệu. Chị Diệu ơi. Chị Diệu, chị tỉnh rồi hả? À, đừng. Chị đừng có cử động ảnh hưởng tới vết thương của chị. Thằng Kiệt đâu rồi em? Tối hôm qua đưa chị vô bệnh viện xong, mọi người bị đưa lên đồn công an để lấy lời khai. Họ phát hiện ma túy trong nhà trọ của thằng Tính với con Hồng. Hai đứa nó bị bắt rồi. Còn mấy tụi bụi đời kia cũng bị đưa đi cải tạo. Thằng Kiệt chưa có tham gia vô băng này nên được thả ra. Ông Phúc dẫn nó về nhà rồi. Chị yên tâm nha. Cũng nhờ có em. Nếu như cứ để nó theo tụi nó buôn bán ma túy thì chị không biết nói sao với mọi người. Cũng tại chị cứ lo đi buôn bán bỏ bê nó. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh mà chị. Thằng Kiệt nó ương bướng như vậy, cha mẹ nó có khi còn không dạy được nó, huống hồ chi là chị. Dù sao thì mình cũng cứu kịp nó rồi. Chị đừng có tự trách mình nữa. Chị phải ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha chị. Chị biết rồi. Chị phải mau khỏe để còn về với tụi nhỏ nữa. Chị Diệu, chị đỡ chưa? Anh Quý. Tôi gửi chị. Cảm ơn anh. Mà sao anh biết chị Diệu nằm ở đây mà vô thăm vậy? Thiệt ra tối hôm qua tôi có gọi cho công an. Tôi muốn công an bắt hết tụi nó. Cái gì mà vừa ăn cướp, vừa buôn ma túy, làm đủ thứ chuyện xấu. Lúc nãy tôi có gọi công an, kể sự việc tôi mới hay chị Diệu bị người ta đâm, nằm ở bệnh viện này nè. Hèn chi, tự nhiên công an tới kịp lúc như vậy, tôi cũng thấy lạ nữa. Tôi xin lỗi, tôi thấy mọi người không ai muốn gọi công an hết, cho nên tôi đành lén lút gọi cho công an. Không có gì đâu anh, cũng nhờ anh, chứ nếu không tối qua không biết ra sao nữa. Công nhận, tính ra cũng nhờ anh. Thôi, anh ngồi nói chuyện với chị Diệu đi nha. Tôi qua thăm má tôi một chút. Bác vẫn chưa xuất viện nữa hả em? Lần trước á, thì đã xuất viện rồi chị. Nhưng mà má em mới đau nên nhập viện lại. Má đâu có cho em biết đâu. Hồi nãy gặp cô y tá của nó thì em mới biết. Vậy bác vẫn chưa tha lỗi cho em hả? Bây giờ em qua chỉ lén đứng ngoài cửa dòm thôi, chứ đâu có dám vô đâu. Em đi nha chị. Tôi đi nha.
Chị Diệu à, chị Thu có bị ảnh hưởng gì không? Tôi quên mất là chị Thu... Tôi mới tỉnh lại, không nghe tôi nói gì hết. Chắc là họ không có bắt Thu đâu. Thiệt ra hoàn cảnh của Thu cũng tội nghiệp lắm. Thu giấu gia đình làm nghề này, nhưng không ngờ con người ở dưới quê tình cờ thấy được, về dưới đồn ầm lên. Má Thu biết được sự thật, giận quá từ mặt Thu luôn. Đúng là ai cũng có hoàn cảnh khó nói. Ừ. À, chị Diệu à, có cần tôi giúp gì thì cứ nói, coi như là tôi trả ơn cho chị thôi, đừng có ngại gì hết. Tôi không cần gì đâu. Bây giờ tôi chỉ mong vết thương của tôi mau bình phục, để tôi về còn lo cho tụi nhỏ. Lúc đầu tôi tưởng mấy đứa nhỏ là con ruột của chị. Chị thiệt là tốt bụng. Thời buổi này mà kiếm được một người mẹ kế như chị Diệu chắc là hiếm lắm. Tại xưa giờ mọi người có định kiến về mối quan hệ này. Chứ thiệt ra vẫn có nhiều người mẹ ghẻ rất tốt. Người với người, nếu dùng tình yêu thương đối xử với nhau, có phải sẽ tốt hơn không? Tôi cũng mong rằng con gái của tôi sau này cũng có phúc như những đứa con của chị Diệu. Con gái anh hả? Tôi cũng đã có vợ và một đứa con gái, nhưng mà vợ chồng tôi đã ly dị hơn một năm rồi. Vợ tôi giành quyền nuôi đứa bé và bước thêm một bước nữa. Nó muốn ở với mẹ cho nên là tôi cũng không giành giật gì. Thỉnh thoảng thì tôi tới thăm nó thôi. Ra là vậy. Bây giờ cậu Út cũng bị ba dụ, hết thương mình rồi. Bây giờ mình đi tìm mẹ đi, đừng có ở đây nữa. Nhưng mẹ ở đâu, mình đâu có biết mà tìm. Cứ tìm đi rồi cũng gặp thôi. Chứ anh không muốn ở đây đâu. Bây giờ em vô lấy đồ đi, rồi mình đi. Em không chịu đi thì anh đi một mình. Em bị ba dụ rồi đúng không? Bả đâu có phải mẹ mình đâu. Em đừng có quên, tại bả mà ba mới bỏ mẹ, biết chưa? Còn ngồi đó nữa, bây giờ có đi không? Tới lúc đó anh tìm được mẹ, em đừng có hòng mà em gặp mẹ nghe chưa. Em đi mà. Nhưng mà mình đâu có nhiều tiền. Em chỉ cần ít tiền vì cho mua bánh thôi. Với lại hồi nãy cô Út cho tiền nè. Thì mình vừa đi vừa lượm ve chai kiếm tiền, cũng giống như tụi thằng Mạnh đó, cũng sống được thôi. Còn em Phương thì sao? Thì mình đảm nó đi luôn. Thôi bây giờ em vô lấy đồ đi rồi đi.
chạy đi đâu mất tiêu rồi. Là sao anh hai? Mất hết tiền rồi. Sao mình có tiền ăn? Hay là mình về đi anh hai? Về cái gì mà về? Em không định đi kiếm mẹ hả? Suốt ngày về hoài. Nhưng giờ mình đâu có cần tiền đâu. Em đói bụng. Em Phương cũng đói rồi kìa. Anh còn ít tiền lẻ nè. Để anh đi ra ngoài kiếm quán cà phê mua sữa cho em Phương. Còn dư á thì hai anh em mình mua bánh mì ăn. Còn nếu không đủ á thì anh lượm ve chai bán lấy tiền thôi. Em đừng có lo. Ẩm em Phương giùm anh đi. Anh đi mua sữa nha. Đừng đi đâu đó. Coi chừng em Phương nha. Dạ. Ủa? Sao môi anh có máu? Hồi nãy anh đi lượm ve chai nè. Không có lượm được cái gì hết mà còn bị tụi bùi đời đánh nữa. Nó nói anh giành địa bàn làm ăn của tụi nó. Thôi là anh trốn kịp á. Không thôi là nãy giờ anh cũng tiêu đời rồi. Giờ mình phải làm sao? Em Phương đói bụng rồi kìa. Hay là mình trở về nhà đi anh hai. Về đi anh. Về đi anh. Ở ngoài đường vắng hoe à. Em sợ lắm. Giờ em còn đói bụng nữa nè. Không có gì ăn. Về đi anh hai. Về đi, về đi. Về thì về. Mà ở đây là ở đâu? Anh quên đường về mất rồi. Bây giờ anh ẵm em Phương, rồi tụi mình hỏi đường đi về. Thôi ngoan nha. Thôi Phương nín đi. Chị ăn uống gì chưa? Chị đang chờ Phúc mua cháo vô nè. Giờ này mà còn chưa đem vô nữa. Phải công nhận luôn á. Đúng là vô trách nhiệm mà. Chị vì cháo của ổng nên mới bị vậy đó. Thì biết đâu cậu Phúc có công chuyện đột xuất thì sao. Mà chị cũng chưa có thấy đói nữa. Chưa đói cái gì mà chưa đói. Ăn trễ không có tốt đâu. Để em ra ngoài mua cháo cho chị nha. Chị đợi em nha. Mua giùm chị nha. Chị Diệu. Ông làm gì mà giờ mới vô? Chị Diệu chưa khỏe, phải cho chị ăn sớm chứ. Thì tôi tranh thủ mang cháo cho chị Diệu nè. Với lại tôi đi kiếm mấy đứa nhỏ từ trưa tới giờ. Hả? Tụi nhỏ đi đâu? Tụi nhỏ dắt nhau ẩm con Phương bỏ nhà đi rồi. Tôi kiếm từ trưa tới giờ mà không có gặp. Với lại tôi mới báo công an nhờ họ kiếm phụ. Trời đất ơi, tụi nó đi một mình nguy hiểm lắm. Con Phương thì còn nhỏ xíu à. Không được, tôi phải đi kiếm tụi nó. Ê, chị Diệu. Chị còn chưa có khỏe. Chị cứ nghỉ đi, để em đi kiếm cho. Em rành mấy cái ngóc ngách còn hơn ổng nữa. Bây giờ tôi với ông đi rồi chia nhau đi kiếm. Bà nói đúng đó chị. Chị còn yếu lắm. Chị ở đây nghỉ đi. Với lại tôi có bắt công an nhờ kiếm phụ mà. Có cháo nè, chị ăn đi. Thôi em cứ để đó đi. Đi kiếm tụi nó quan trọng hơn. Em chị đi nhanh đi. Chị đừng có lo nha. Để em. Đi. Mình đi. Trời ơi. Gì vậy? Ông làm như chưa chở phụ nữ bao giờ hả? Sao không? Phụ nữ tôi chở đầy. Nhưng mà... À, tôi hiểu rồi.
Sợ người quen thấy, tưởng ông đi ăn hàng chứ gì. Tôi đi bộ. Nè, nói chơi thôi mà làm gì căng dữ vậy? Đừng hiểu lầm mà. Không có lẻo đẻo cho tôi nữa. Tôi kêu dân hồn xử ông bây giờ đó. Nói gì thôi, có gì đâu mà hiểu lầm. Ê nè, cái gì mà nóng vậy? Ê, chờ tôi với. Nè. Nè, ăn từ từ thôi. Cậu có nấu thêm một tô nữa nè. Ăn thêm đi cho no. Nè, lát dọn đi. Nè, bé Phương sao rồi? Bớ sốt rồi. Hai đứa lì lắm luôn á. Dám bỏ nhà đi. Lỡ gặp người xấu người ta bắt người ta bán đi rồi sao? Chuyện của tôi liên quan gì tới bà? Cái thằng này còn hổn nữa hả? Còn mà đánh con bỏ nhà con đi tiếp á. Thôi mệt quá, ăn đi. Trời đất ơi, sao không đánh nó đi? Nhà ông chiều quá nên tụi nó mới vậy đó. Tụi nó mới về còn mệt, có gì từ từ giải. Ở đây tôi lo được rồi, bà vô báo cho chị Diệu biết để chị yên tâm đi. Để tôi vô tôi báo cho chị Diệu biết. Nè, trời tối rồi đi coi chừng lọt xuống mương á. Khỏi lo. Tụi con ăn xong rồi vô ngủ. Mai mốt không được bỏ nhà đi nữa biết chưa? Tụi con tính đi kiếm mẹ. Bây giờ còn về phê bả hết tuôn tụi con rồi thì tụi con mới đi kiếm mẹ chứ. Mẹ tụi con qua Úc rồi, không có còn ở trong nước đâu mà kiếm. Con đừng có nói xạo, mẹ con có bao giờ bỏ tụi con đi xa đâu. Cậu nói thiệt chứ gạt tụi con làm gì? Tụi con á không có kiếm được mẹ nữa đâu. Mày thấy bữa nay chưa, một tí nữa là chết đói rồi đó. Mai mốt á không có được bỏ nhà đi nữa biết chưa? Dạ. Cậu nói sao không lên tiếng? Con biết rồi.